Trạm cứu hộ trái tim, ly hôn Hà, Nghĩa bị bà Sinh tát lật mặt. Đã chơi là chơi tất tay, một kẻ dã tâm, độc ác, tham vọng như Nghĩa. Ngay sau khi trở mặt rửa ván bài ngửa với ông trưởng thì ngay lập tức hắn đã quay trở về nhà, đưa tờ đơn ly hôn trước mặt Ngân Hà với câu nói cay độc: "Ký đi rồi biến khỏi cuộc đời tôi", khiến cho Hà cay đắng. Bầu trời như sụp đổ, tất cả như quay lưng, nhưng vẫn còn đó mẹ Sinh, người phụ nữ không trông giọt máu nhưng lại xem cô như là con gái ruột vậy. Bốp, một cái tát vào mặt Nghĩa đầy đau rát, khiến cho hắn ta cay cú. Hà chạy thẳng về nhà, bước vào phòng, ánh mắt đầy thù hằn, căm giận nhìn Nghĩa: "Có phải anh là kẻ đã gầy bậy đẩy bố tôi vào tù không?" Nghĩa nhếch mép, cười từ từ quay lại: "Phải thì đã sao nào? Tại sao anh lại làm như vậy?" Hà cay đắng hét lên: "Tại sao à? Cô điềm hỏi bố cô ấy. Năm xưa tôi còn nhỏ, chính ông ấy là người khiến tôi không còn bố đấy." "Bố anh? Sao anh bảo bố anh bỏ đi nơi khác?" Hà thắc mắc. "Nếu tôi không nói vậy thì làm sao cô tin tôi, làm sao bố cô tin tôi mà giao cơ ngươi Lan Hà này cho tôi được?" Nghĩa cười lớn. Ngươi Hà chạy lại túm lấy cổ áo Nghĩa. "Bố tôi không phải là người như vậy." Nghĩa khoát tay ra khiến Hà ngã quỵ xuống. "Không phải à? Cô thì hiểu được bao nhiêu về bố cô. Tốt nhất là nên về cho ông ấy ăn cái gì ngon nhất trước khi vào nhà đá đi. Bởi ông ấy chỉ có cô là người thân duy nhất thôi, chứ chả có đứa con đứa cháu nào nữa đâu." Ngươi nói gì? Đến giờ này mà cô vẫn chưa biết hay sao? Bố cô chưa nói gì cho cô nghe à? Là tôi, chính tôi, thằng chồng ngọt ngào. Phải nghe vợ này đã khiến cho cô không thể có con đấy. Ngươi Hà gào lên đầy cay đắng nghẹn ngào. Nghĩa đã đưa tờ đơn ly hôn ra trước mặt. "Ký đi rồi biến khỏi cuộc đời tôi." Hà nhất chết đứng lặng người. Cô không tin đây là người chồng mà bao năm qua đầu gối tay ấp cùng mình, kẻ đã ngon ngọt âu yếm cô mỗi ngày. Cảm giác này nó thật đau đớn, nhói tim như hàng ngàn hàng vạn mũi tên đâm vào. Cánh cửa hé ra, bà Sinh chạy vào. Bốp, một cái tát như trời giáng vào mặt, khiến ông Nghĩa không kịp trở tay. Mẹ làm cái gì thế?" "Làm cái gì à? Tao phải dạy dỗ đứa con súc vật của tao." Bà Sinh chỉ thẳng tay vào mặt Nghĩa. "Mẹ, con là con trai của mẹ đấy. Tao nói cho mày biết, tao không có đứa con độc ác vô nhân tính như mày. Nhà này là của tao, nếu có ra đi thì chính mày mới phải là người ra đi. Anh nên nhớ, tôi đi hỏi cưới ai, người đó mới là con dâu của tôi." Nghĩa nhìn mẹ đầy tức giận. "Tôi cũng phải nói thẳng cho anh biết, đường quang không đi lại đấm đầu vào bụi rậm. Thật thà thì mất lòng, thật lòng thì mất hết. Còn cái loại mất nết như cô ta thì đừng hòng bước vào cửa nhà tôi." Bà Sinh quay người sang ôm Hà, đôi mắt rơm rớm.